Vâng, và sau đây là những cái video mà giới thiệu những bộ da AV từ bình dân cho đến cao cấp, và cũng như là cuối năm em hỗ trợ các bác với những sản phẩm giá 100 đến 150 ngàn để các bác mình chơi và cũng như là lọc cuối năm. Thì em mời các bác cùng xem và em báo giá những sản phẩm như thế này, em sẽ bớt 100, 150 tùy sản phẩm nha, để các bác mình có sở hữu nha. Từ rỉ cho đến đét thì mọi chi tiết các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên nha: 0978 338 14 hay là 0965 77027. Các bác nào cần cái dây nào thì em sẽ thông báo và những cái ưu điểm của dòng dây nào đó để các bác mình thấy phù hợp với cái bộ vàng của chúng ta, thì các bác có lấy nha. Liên hệ cho em hai số này và hoặc là nhắn tin tên địa chỉ cho em và mình lấy cái gì. Nói chung là cứ nhắn tin tên người nhận và địa chỉ là em sẽ gửi hàng và các bác có thể liên hệ. Đây là bộ dây rỉ nhất trong dòng này, là dòng Lichten. Dòng này thì em giao các bác rất là nhiều Lichten bạc nha, có hai cục lọc chống nhũ cho hai đầu nha. Bộ này thì bình thường là giá 450, nay giao các bác là lọc lá là còn lại là 420 ngàn nha, bao gồm phí ship 420 ngàn, bao gồm phí ship nha các bác. Lichten Mỹ, dòng này dòng bạc nha, đây có thể thấy lõi này, 420 ngàn một bộ nha. Bác nào lấy hai bộ trở lên thì tính 400 luôn, có nghĩa là lấy hai bộ là 800, chứ còn một bộ là 420 là bớt 30 ngàn đó. Cái dòng này là không bớt nhiều quá. Đấy, em bớt 30 ngàn, lọc lá là 30 ngàn ở bộ dây này, của bao ship là còn là 420. Từ đây tới Tết, từ ngày 15 âm là em sẽ bàn giao cho tất cả các bác nha. Bác nào lấy thì alo cho em. 420 lấy hai bộ là 800. Rồi đây là bộ XLO, XLO thì nhiều lắm nhưng mà hết tất cả các bác còn có 4 bộ rồi. Em mới soạn ra thì còn có 4 bộ rồi, cả 50 bộ mà giờ còn 4 bộ thôi. Đấy, bình thường là 700 ngàn, giờ để các bác là bộ còn chỉ còn 4 bộ duy nhất thôi nha bác. XLO cũng là bạc nhưng mà cấu hình lớn hơn so với Lichten. Để bác là 650 ngàn nha. Dòng này thì hay rồi. Dưới phân khúc mà 1 triệu các bác rất yêu thích dòng này, vẫn là có trong nhiều hai chiều. Dòng bạc. Đây các bác có thể thấy lõi đó này. Đây lõi nó trực tiếp đây. Đấy các bạn thấy chưa? Giờ XLO của Mỹ 650 ngàn còn 4 bộ nha bác. Bộ này em bớt 50 rồi là còn 650 ngàn đấy. Và đây là còn một bộ duy nhất này, Audio Shock nha. 1 triệu 2, giờ để các bác 1 triệu 1. Dòng này thì tuyệt vời đấy các bác, tuyệt vời ở chỗ là cái bộ đầu rack của nó kém siêu êm luôn. Siêu êm cho các bác, không gây ảnh hưởng đến những bộ rack mà trong âm ly cao cấp nha. Dòng này thì còn một bộ duy nhất thôi nha, duy nhất một bộ thôi. Bác nào mình chơi những dòng âm ly high end á, hoặc là thích nghe tiếng giải nó mịn màng mà mượt mà, tiếng bass mềm thì lựa chọn bộ này. Nghe đàn, chơi đàn rất là hay nha. 1 triệu mốt nha, còn 1 triệu 2 mà còn lại triệu mốt này thì một bộ duy nhất thôi. Đi đến dòng Vanden Heuvel. Anh yêu, dòng này thì năm trước em cũng có phân phối này. Đây. Vanden Heuvel Sliver. Các bác có thể nếu mà xem lại những cái video cũ của em năm trước thì có đề dòng dòng bãi nha, có những chữ nó bị tróc nó mờ nha quá. Sliver và Van Hill Sliver đầu rách, dòng Van Hill thì rách nó kém rất là êm, rất là khó nha quá. Vàng 24k giá 900, hiện tại là giảm các bác là còn lại là 800, phục vụ các bác chơi Tết này, 800 nha, 800 bao ship nha quá. Giảm được giảm 100 là còn 800 này. Van Hill Sliver nha, 1 mét nha các bác. Dòng này dòng cũng có hình bạc nha, có được vài bộ 800. Dòng này là dòng của đất nè các bác, dòng da bãi nha. Độ đẹp những bộ này thì khoảng 90% trở lên nha, không có dính bụi bẩn thôi. Order bắt dây hãng nha các bác, order bắt dây đất nha, hàng game mini trong những 1 chiều, dây dài 1 mét, giá 1,6 triệu nè, còn là 1,5 triệu nha các bác, chơi tới là còn là 1,5 triệu nè. Em còn là khoảng cỡ 7-8 bộ thôi. Order back thì rất là nổi tiếng các bác ngoài Bắc rất là thích dòng order back nha, thấy trên diễn đàn các bác khen những dòng order back của đất khá là nhiều. Em có được vài bộ về hãng nha các bác, dòng bãi nha, còn đồ đẹp trên 90%, còn lại là giá 1,5 triệu này các bác, rất là thơm luôn, cực kỳ ngon. Dòng đó các bác chơi AR hoặc là những chơi những loa JBL
Dòng loa nghe nhạc vàng thích tiếng dày dặn thì các bác lựa chọn dòng Olympus rất là ok luôn. Rồi đi đến dòng đây là bộ của Ý này các bác. Broen của Ý nha. Sử dụng rác WKPT cao cấp nha. 0102AG bạc. Nha 1m. Giá 1 triệu hiện tại là còn 900 nha. Em có còn 2 bộ này. 1 triệu bớt 100 còn 900 nha các bác. Broen của Ý nha. Sử dụng đầu bạc nha các bác. Chắc là rất khó, các bác có thể khó nha. Chắc là rất khó nha. Đấy. Chúng ta phải bạn vào là khó này. Còn nhả ra là chúng ta kém vào, kém xong rồi chúng ta bạn là chặt vào cái đầu rác luôn nha. Còn có hai bộ nha các bác, được bớt 1 triệu còn 900 nha. Đây là dòng Valhalla, dòng là dòng bạc với kết hợp với đồng đỏ nha. Đặc trưng của dòng Valhalla. Giá 2,5 triệu hiện tại em giao giá các bác là còn 2,3 triệu nha. Nhưng mà thì không cần giới thiệu quá. Tiếng hay lắm. Nói về những dòng Valhalla ghi tuyệt vời rồi. Còn 2,3 triệu nha bác, 2,3 triệu một bộ nha, em còn nhiêu đây thôi. 2,3 triệu một bộ nha. Sử dụng vẫn sử dụng WKPT nha. 01203G. Nha các bác. Nhìn cấu hình là đủ phê rồi. Nó sử dụng bạc và đồng đỏ nha. 2,3 triệu một bộ nha các bác. Đây là hai bộ của AutoQuest dòng DBS sử dụng chống nhiễu 72V. Mỗi thứ em có mua bộ này. Đây là bộ mã là Ningara này, Ningara. Bộ này là 3,5 triệu này. Để cho các bác là còn lại là 3,2 triệu này. Còn đây là bộ 2,8 triệu, để là các bác là 2,5 triệu này. Bộ này là Colombia này các bác. Dây bãi nha các bác. Dòng này thì chống giữ rất là cao cấp nha. Hệ thống chống giữ rất là cao luôn. Sử dụng pin chống giữ công nghệ DBS độc quyền của AutoQuest 72V nha. Bộ này 2,5 triệu. Còn bộ này là 3,2 triệu nha. Bộ bạc đây là 3,2 triệu này. Còn bộ màu xanh đây là bộ công nghệ đồng nha. Đồng Oxycode nha. OCC đây các bác. Còn bộ bạc nha. 3,2 triệu. Còn đây là 2,5 triệu. Các bác nào lấy cái nào thì alo cho em. Đấy, cái bộ Audio Shock này là còn 1,1 triệu này. Một bộ duy nhất này, có 4 bộ XLO này, giá là 6,5 triệu này. Còn những bộ Lichten mà 4,5 triệu thì còn là 4,2 triệu. Phù các bác chơi Tết này. Còn bộ Roen thì có 2 bộ 900 này. Van Hill thì Sliver là 800. Còn Olympic của Đức là 1,5 triệu một bộ. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên nha.